Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ được đích thân đại diện nhà tài trợ Miss Universe khen ngợi chiến lược váy áo. Hoa hậu Khánh Vân diện trang phục kết hợp layout rạng rỡ, tự tin giao lưu với đại diện nhà tài trợ của Miss Universe 2020. Trước thềm Miss Universe 2020 chính thức diễn ra tại Florida, Mỹ, Hoa hậu Khánh Vân liên tục chia sẻ những hình ảnh rạng rỡ đầy năng lượng. Với 15 vali hành lý mang theo, người đẹp cùng ekip thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang ấn tượng. Mới đây, Khánh Vân tiếp tục chiêu đãi fan sắc đẹp bằng một layout thời trang vô cùng rực rỡ. Cô nàng diện chiếc váy mang đậm phong cách mùa hè, kết hợp với kiểu make up tươi tắn. Bên cạnh hoạt động vui chơi để thích nghi với múi giờ và thời tiết tại nơi tổ chức cuộc thi, mới đây, Khánh Vân đã bắt đầu máu lửa tung hình ảnh khi nhận nhiều lời mời tham gia livestream giao lưu giữa các người hâm mộ quốc tế với sự hỗ trợ phiên dịch của giám đốc quốc gia anh Harry. Chỉ trong một buổi sáng, cô nàng đã thay hai bộ trang phục để trò chuyện cùng đại diện nhà tài trợ của Miss Universe cũng như trên fanpage sắc đẹp quốc tế Sharp Factor. Theo đó, Khánh Vân là một trong số những thí sinh có mặt sớm nhất tại khách sạn Semino ở Hollywood, Florida để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Hiện tại, đại diện Việt Nam đã làm quen với việc trái múi giờ nên cảm thấy rất thoải mái và sẵn sàng bước vào cuộc thi ngày mai. Trò chuyện với Khánh Vân, bà Olivia, đại diện nhà tài trợ của Miss Universe, rất ấn tượng về bộ trang phục có lá cờ giữa Mỹ và Việt Nam bởi nó mang đến sự kết nối. Nước Mỹ sẽ nằm trên vai và Việt Nam sẽ nằm trong tim, nữ doanh nhân người Philippines chia sẻ. Trong cả hai livestream vào rạng sáng nay giờ Việt Nam, Khánh Vân đều rơi nước mắt khi được hỏi về sứ mệnh giải cứu các bé gái bị xâm hại tình dục trong dự án OBV. Những chia sẻ kỷ niệm và lý do vì sao lại là chị của 40 em gái của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã chạm đến trái tim nhiều khán giả không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Hiện tại, Khánh Vân đang giữ vững phong độ của một chiến binh tiềm năng đến từ châu Á. Bên dưới livestream chia sẻ của nàng hậu, nhiều khán giả quốc tế đến từ các quốc gia Mỹ Latin, Philippines, Thái Lan, Lào đều động viên và ủng hộ cho đại diện Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.